Đây là một thế giới rất thú vị. Có những căn nhà mọc ra chân gà và chạy trên đất liền. Tay chân bị tách rời, nhưng là người bất tử nên vẫn có thể sống. Thủy thần háo sắc mê đắm mỹ nhân, và phù thủy hắc ám có ma lực vô cùng mạnh. Ivan khi nhảy xuống cầu trượt đã bị xuyên qua thế giới khác. Trong thế giới ma thuật kỳ lạ này, Ivan là một tên tép diêu. Liệu anh có thể sống sót không? May mà anh gặp được một ông cụ râu bạc phơ là người hướng dẫn tân binh. Ông cụ nói với Ivan, anh là người được ông trời lựa chọn, là một đại anh hùng, là người cứu thế giới này. Ivan nói thôi được rồi, giáo trình nhập môn dành cho tân binh lúc nào cũng nói như vậy. Sau khi chỉ dẫn xong, ông cụ đưa cho Ivan một chiếc nhẫn. Ivan vừa đeo nhẫn vào tay, ông cụ liền bị trúng tên, người tan ra thành từng mảnh rồi biến mất. Một đội quân mặc áo giáp cưỡi ngựa đến, phát hiện ra Ivan. Ivan bảo họ lập tức dừng lại. Tôi không chọn cấp độ khó đâu, lẽ ra phải có mấy con slide đầy nhớt đến cho tôi đánh mới đúng. Ok, do mấy người tự tìm đường chết đấy. Đám lính đưa Ivan đến diện kiếm quốc vương. Khi quốc vương nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Ivan, liền giúp anh cởi trói. Nhưng vừa thân mật khoác vai với anh xong, giây sau liền tống anh vào ngục. Đã giết người còn đánh gục tinh thần người ta, thật ghê tởm. Hu hu hu. Trong nhà giam, Ivan nhìn thấy một kẻ nguy hiểm đang bị phong ấn, là đại phù thủy hắc ám Kosei. Tự giới thiệu bản thân xong, Kosei đã đưa ra nhiệm vụ tiếp theo là tìm ra ma kiếm trong truyền thuyết. Thanh kiếm này đã bị phong ấn, chỉ có người được trời lựa chọn mới giải được phong ấn. Chỉ khi lấy được ma kiếm, Ivan mới quay lại thế giới hiện tại được. Kosei biết nơi thanh kiếm bị phong ấn, Ivan là người được trời chọn. Hai người quyết định kết hợp với nhau, sau đó nghĩ cách ra khỏi nhà giam. May mà Kosei đã có chuẩn bị từ trước. Nữ phù thủy Yaga, viện binh của ông, cố tình bị bắt, nhân lúc lính canh không để ý, đã dùng màn xương ma thuật đánh thức con ếch trong túi. Con ếch nhảy ra khỏi phòng giam, hóa thành con người, bỏ thuốc an thần vào trong rượu của đám lính canh, thuận lợi khiến chúng hôn mê, rồi lấy chìa khóa trên người họ. Mở cửa phòng giam của Kosei, tất cả khối băng phong ấn đều bị đập nát, sau đó ghép các bộ phận của lão lại với nhau. Là người bất tử, ông nhanh chóng phục sinh. Bốn người đang trên đường trốn khỏi nhà giam, Ivan vì tham lam lại gần định ăn trộm đồ của đám lính. Tay gã trượt xuống bàn khiến sợi dây thừng kéo chuông báo động, họ lập tức bị một đám lính mặc áo giáp bao vây. May mà cô gái hóa thành ếch là Vasilisa, và Kosei có sức chiến đấu kinh người, nhanh chóng giải quyết được đám lính. Nhưng Ivan không có sức mạnh, ngay cả một tên cũng không đánh nổi, đành rút điện thoại ra chụp ảnh. Ta đợi ích lấy cắp linh hồn của ngươi. Ngươi bây giờ không còn linh hồn nữa. Ivan nhốt tên lính canh vào nhà giam, anh đi theo bọn họ, chạy vào nhà của nữ phù thủy, ăn nhà mọc chân và chạy như bay ra ngoài thành. Đám người Ivan được căn nhà đưa đi chạy trốn, căn nhà mệt mỏi ngã xuống đất, khôi phục hình dạng ban đầu. Nữ phù thủy nhờ Ivan đi tìm nước thuốc. Ivan thấy căn nhà quá tối tăm, nên anh đã bật lửa lên. Không ngờ căn nhà bị cháy, anh càng dập lửa cháy càng to. Mọi người vội vàng cứu đồ đạc, nhưng căn nhà vẫn bỏ chi ai dù bị cháy. Bà phù thủy lầm bầm chửi rủa Ivan. Vasilisa đưa cho Ivan một bình nước thuốc, Ivan thật thà uống. Khó uống quá. Anh là trẻ 3 tuổi sao? Nhận lấy này thằng nhóc, đây là thuốc giải, mau uống thuốc giải độc đi. Tôi cảm ơn. Cứ như vậy, bọn họ dần trở nên thân thiết. Họ cùng nhau vượt qua những đồng cỏ và đồi núi bạt ngàn, gặp nhiều điều kỳ thú, cũng gặp nhiều nguy hiểm, nhưng họ luôn bên nhau, giúp đỡ nhau. Có lẽ trong tương lai sẽ có nhiều nguy hiểm, thử thách, nhưng khi đi dạo trên những con đường núi, họ sẽ phát hiện mình chỉ là những thực thể yếu đuối mỏng manh. Không bằng dừng chân tại đây, để những điều tốt đẹp ở hiện tại lưu lại. Nhưng hạnh phúc trôi qua rất nhanh. Hoàng hậu đã lên đường đuổi theo bọn họ, cưỡi ngựa lần theo dấu vết, đã phát hiện ra dấu vết của căn nhà bị cháy. Ivan không còn nhiều thời gian nữa. Bọn họ bao Vasilisa ngồi trên bờ sông dụ dẫn thủy thần để vượt qua dòng sông chết chóc, tiến vào vùng đất bị phong ấn. Họ buộc phải nhờ thủy thần giúp đỡ. Vị thủy thần háo sắc tiến tới chào hỏi, làm quen Vasilisa. Quân sư tôm hùm của ông ta bò lên, bảo ông ta đừng để Vasilisa lừa. Cô vốn là con ếch xanh thối tha. Thủy thần nghe xong phẫn nộ, Ivan chạy ra đuổi nó đi. Sau đó Kosei ra mặt hết đe dọa lại dụ dỗ, nhưng thủy thần không bị lừa. Hắn chỉ thích những cô gái xinh đẹp. Bà phù thủy dùng nước thuốc biến ra một quả táo ma thuật, chỉ cần cắn hai miếng liền biến thành cô gái vô cùng xinh đẹp. Thủy thần thấy vậy sững sờ, chiêu mỹ nhân kế, giúp thủy thần đồng ý giúp bọn họ. Họ cùng thủy thần tiếp tục lên đường, nhưng đi chưa được bao lâu, hoàng hậu đã đuổi đến đầm lầy. Bà ta dùng ma thuật tìm kiếm dấu vết của bọn họ, không ngừng tăng nhiệt độ của đầm lầy lên, thấy mình sắp bị nấu chín. Hoàng hậu ép đến đường cùng, quân sư tôm hùm đành phải khai thật, lợi dụng tôm hùm xong còn đá bay tôm hùm. Hoàng hậu ác độc tạo ra một mũi tên thủy tinh, lắp cung tên kéo căng rồi bắn lên.
mũi tên bay đến đâm vào người tên thị vệ gần quốc vương. Mũi tên chiếm lấy thân thể tên thị vệ. Hoàng hậu nắm được quyền kiểm soát tên thị vệ, liền báo cho quốc vương biết tình hình. Quốc vương sai bà ta tiếp tục đi tìm Ivan. Lúc đó Ivan đã đến sông Tử Thần. Vasilisa đặt thủy thần vào nước để thủy thần giao tiếp với những con cá ăn thịt người sống trên sông. Nhưng thủy thần bị đám cá cắn xé không thương tiếc, chúng không nghe lệnh thủy thần nữa. Thủy thần đang tìm cách khác, chui vào một cái giếng. Nhưng Vasilisa và bà phù thủy không nhịn được nữa. Ông nói chỉ cần 3 ngày là chúng tôi có thể tự do rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, đã sắp hết thời gian rồi. Mọi người bắt đầu tranh cãi dữ dội. Vasilisa tức giận bỏ đi. Nếu sớm biết, tôi sẽ tự tìm cách hóa giải lời nguyền. Ivan bèn hỏi về chuyện lời nguyền. Kosei nói với anh, Vasilisa vốn là người, vì hoàng hậu đố kỵ với nhan sắc của cô nên đã biến cả gia tộc cô thành ếch. Pháp lực của bà phù thủy chỉ có thể giúp cô thành người tạm thời. Không ngờ Vasilisa lại gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Ivan đến an ủi cô. Sau khi được động viên, Vasilisa thấy lòng thoải mái hơn nhiều. Ivan ôm một con thỏ đến đưa cho Vasilisa, nhưng con thỏ này lại có đôi mắt xanh biếc đáng ngờ. Xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Con thỏ nhìn đáng yêu vô hại này lại có tia sáng xanh nơi đáy mắt. Vasilisa lập tức quăng nó đi. Con thỏ biến thành hoàng hậu độc ác, người phụ nữ âm hồn không tan này, tập kích đám người Vasilisa. Khi quay về căn cứ, nơi này đã bị bao vây. Bốn người nhảy xuống giếng, dùng thùng gỗ chặn miệng giếng. Thủy thần uống cạn nước trong giếng, mực nước dần hạ thấp. Thủy thần biến thành gã mập khổng lồ. Ivan chuyển hòn đá đang chặn lối thoát nước đi. Thủy thần bảo bọn họ nhanh chóng rời đi. Còn ông thì sao? Tôi sẽ ở lại chặn lối vào. Được, dù sao tôi cũng không ra được. Thùng gỗ sắp không chặn được nữa rồi. Mau đi, đừng lãng phí thời gian. Được thôi, lão mập, cảm ơn ông. Mọi người rời đi. Thủy thần dùng thân thể chặn cửa vào. Hoàng hậu dùng rơi ma thuật biến thủy thần thành đá. Sau khi thoát khỏi nơi này, bọn họ thắp lửa lên. Những con muỗi này phiền quá. Có phải cô có thể đớp chúng không? Cô đang giảm cân đấy à? Tôi là đồ ngốc. Ivan đi tìm Vasilisa đang bị tổn thương, sau đó xin lỗi cô, đưa sợi dây chuyền may mắn mà tổ tiên truyền lại tặng cho cô. Vasilisa tha thứ cho anh. Sáng hôm sau, hoàng hậu lại đuổi theo. Đầu tiên chúng bắt Ivan, dùng roi ma thuật trói Kosei, ném ông vào đá, đánh ngất ông. Hoàng hậu điên cuồng tấn công Vasilisa. Cô trượt chân rơi xuống vực sâu, nhưng nhờ dây chuyền của Ivan, cô may mắn thoát chết. Nhưng hoàng hậu luôn nhắm đến ma kiếm, nên ba người bị áp giải đến vùng đất bị phong ấn. Hoàng hậu bắt Ivan đi tìm ma kiếm. Tôi biết tìm thế nào, đây có hàng ngàn thanh kiếm. Đâu mới là ma kiếm? Ngươi phải trả lời câu hỏi đó cho ta. Hoàng hậu dùng roi ma thuật tấn công Ivan. Không ngờ Ivan nhấc một khúc gỗ lên, lại biến thành ma kiếm. Đây là uy lực của người được chọn chăng? Anh chỉ cần vung kiếm, hoàng hậu đã bị văng ra xa. Ivan trao ma kiếm cho Kosei, nhưng không ngờ Kosei lại là gián điệp. Ông ta dùng thanh kiếm để trao đổi với quốc vương hòng lấy được thủy tinh ma thuật. Bên trong thủy tinh giấu bí mật trường sinh bất tử. Khi mặt trời và ánh trăng cùng hợp lại, chỉ cần đặt thủy tinh ma thuật lên thanh ma kiếm, có thể phong ấn ngày tận số của mình vào thủy tinh. Từ đó chủ nhân có thể trường sinh bất tử. Nhưng không ngờ viên thủy tinh lại là giả. Nhưng Vasilisa trà trộn vào hàng ngũ địch một thời gian dài. Cô đẩy ngã quốc vương để Ivan lấy được kiếm. Nhưng Ivan lại mở ra một cánh cổng, kịp thời chạy thoát. Nhờ vậy Ivan thuận lợi quay về thế giới hiện tại. Nhưng anh không hề vui vẻ. Tuy rằng thế giới này có bộ phim anh thích nhất, nhưng không có Vasilisa. Vasilisa của tôi. Ivan càng thấy hối hận, cuối cùng hạ quyết tâm quay về nơi giấc mơ bắt đầu. Anh lại nhảy vào cậu trượt lần nữa, nhưng lần này không sang được thế giới bên kia vì vi phạm quy định nơi công cộng. Ivan bị đưa đến đồn cảnh sát. Trong nhà giam, anh bỗng gặp lại ông cụ râu trắng. Ông mở ra cánh cửa nối hai thế giới, sau đó đánh ngất người cảnh sát phát hiện ra tình hình. Ivan cướp súng của cảnh sát, nhảy vào cánh cửa. Quốc vương và hoàng hậu đang cử hành nghi thức bất tử. Ivan nhanh chóng chạy đến, rút súng ra và nổ súng. Anh chỉ muốn dùng súng để uy hiếp, nhưng bị hoàng hậu đẩy ngã nên vô tình bóp cò. Quốc vương ngã xuống vì trúng đạn, nhưng nhanh chóng đứng lên như chưa có chuyện gì. Quốc vương đã hoàn thành nghi thức bất tử. Ê tên phản diện kia, đành sâu lâu không? Hãy đấu công bằng như đàn ông với nhau đi. Được thôi, ông rút kiếm đấu cùng tôi. Chả công bằng gì cả. Ta chỉ cần tay không cũng giết được mày. Tuy mồm nói vậy, nhưng ông ta vẫn cầm kiếm đánh nhau với Ivan, nhưng sau đó bỏ kiếm ra. Vasilisa nhân cơ hội cướp lấy ma kiếm. Cô chiến đấu với hoàng hậu. Trong lúc chiến đấu, thủy tinh ma thuật trong kiếm rơi xuống. Thủy tinh bị Kosei nhặt được. Lão đã sống hơn 1000 năm nên chán ngấy rồi.
lão đang định đập nát phia thủy tinh. Hoàng hậu lao đến chặt đứt tay lão. Quốc vương giẫm lên cánh tay đó. May mà Ivan đã đâm quốc vương. Kosei không chế được đoạn cánh tay bị đứt, vứt viên thủy tinh lên, chém nó giữa không trung. Quốc vương tan ra thành tro bụi. Kosei cũng vậy. Họ đã đánh được ma vương cuối cùng. Ivan và Vasilisa hạnh phúc chung sống bên nhau. Nhưng Ivan còn tâm nguyện chưa thực hiện được. Em biết không, để được ở bên em, anh không thể thả Lai được cho mọi người. Yên tâm, các khán giả sẽ giúp anh. Những khán giả xinh trai đẹp gái trước màn hình.